Chúng quê thành bình, sương mưa nắng phủ mình, đường quê nắng lên, xuyên qua khe lá. Anh ở đô thành xa hoa, nếu anh không thích thì về nơi đây có em tấm lòng sáng son. Với hoa cỏ
sao hai đứa mới còn chưa nên vợ chồng. Thương nhau lắm rồi, hai gia đình cũng chờ mong cô dì chú bác cũng nung nao trong lòng. Tết cũng đến rồi, là đám cưới thôi. Ông tơ bà nguyệt gắn kết tụi con rồi, nắm lấy tay nhau cùng trao lại ước nguyện. Cha mẹ cũng rất mừng khi tôi nhỏ đã nên duyên. Ngày này năm sau có thêm một quý tử. Về đi cho ông mừng vì đã dồn hết tâm tư. Kéo viên xe chỉ tất cả cho tụi con thì chạy đâu cho khỏi. Thôi thì cứ miệng luôn đi. Cha tài gái sắc, tiền tỷ trong tay xe lâu đài tình ái. Hạnh phúc biết đời còn ai. Nhà cha mắt thính lễ ngày mai qua thư chuyện đôi này đã kết thành. Nguyệt là mỉm cười thật duyên. Mong chưa bán duyên lành để anh được ở bên em. Mong cho nước xuôi dòng để giấc mơ hồng cháy nồng. Ông tơ bờ nguyên sẽ kết duyên để sang nhà em. Ngày vui của con tôi là như vậy là cổng duyên. Ngày vui sức giá thì cũng có lời chúc. Cho chúc là con trăm năm hạnh phúc sống bên chồng cũng như bên gia đình mình. Phải ráng cố gắng mà chăm lo cho mọi đủ mọi phương tiện cuộc sống. Phụng dưỡng cha mẹ, y đang như cha mẹ mình vậy thôi. Cùng nhau mình sẽ mãi yêu thương bên già. Em với ta cưới thôi, hãy tìm đến nơi bên lời yêu. Ngần ngày chiều đi bao sông đã có anh lo. Năm với ta cưới thôi, đầy hạnh phúc tương lai của chúng mình. Mãi không bao giờ xa, mình sẽ sống rất lòng bên già. Em với ta cưới thôi, tìm đâu cho lòng vòng. Yêu thật lòng thì về bên nhau cùng xây giấc mơ. Ngày vui của chị thì em biết rằng là yêu nhau là một cái duyên, gặp nhau là một cái nợ, cưới nhau là vì cái tình và sống với nhau là vì cái nghĩa. Để có được ngày hôm nay thì em biết là anh với chị đã trải qua rất là nhiều thử thách, thì em mong rằng thì anh chị sẽ là sống trong năm hạnh phúc với nhau và chọn tình nghĩa phu hê với nhau. Dạ em xin hết. Rồi chị cảm ơn em. Không biết nói gì hơn, thì hôm nay là ngày đám cưới của chị thì em cũng không biết chúc gì ngoài phúc mà chỉ chúc chị với anh Phong là những lúc khó khăn hay là những lúc trên vên nhất thì luôn nghĩ tới nhau và nghĩ tới những lúc khó khăn nhất mà khi mà yêu thương nhau. Chị cảm ơn em. Một miếng thôi. Mình đi trên sóng rộn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác bao câu chúc dành cho đôi mình và cô dâu trong đất xinh đi đều anh về như anh nếu không hài lòng yêu em như lúa yêu đâu. Yêu nhau bao nhiêu lâu nay nhưng anh chưa tin chuyện châu cao. Em ơi ý em sao để anh biết anh tin cho rồi. Gần đây anh nghe phong phanh rằng ai đó cũng muốn cưới em nên anh hơi lo lo, anh phải quyết là cưới em liền. Nhà trai đi sang nhà gái xin cho đôi mình nên duyên. Hai bên kết tình thông gia chuyện hai đứa coi như là chỉ cần trong một ngày tốt anh mang cao trầu qua rước. Tìa má anh mừng vui vì có cô dâu ngoan hiền. Thiên hoa mình đi trên sóng rộn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác bao câu chúc dành cho đôi mình và cô dâu trong đất xinh đi theo anh về nhớ. Anh nếu không hài lòng yêu em như lúa yêu đâu. Yêu nhau bao nhiêu lâu nay nhưng anh chưa tin chuyện châu cao. Em ơi ý em sao để anh biết anh tin cho rồi. Gần đây anh nghe phong phanh rằng ai đó cũng muốn cưới em
nên anh hơi lo lo, anh phải quyết là cưới em liền. Nhà trai đi sang nhà gái, xin cho đôi mình nên duyên. Hai bên kết tình thông gia, chuyện hai đứa coi như là chỉ cần chọn một ngày tốt, anh mang cao trầu qua rước. Tìa má anh mừng vui vì có cô dâu ngoan hiền. Thiên hoa mình đi danh sống rộn ràng như là xuân sáng. Đông vui họ hàng cô bác, mau câu chúc danh cho đôi mình và cô dâu trông thật xinh, đi theo anh về nhớ. Anh nếu không hài lòng yêu em như lúa yêu đâu. Xin được phép tấn lễ. Cái thứ nhất là chúng tôi đi đến đây là có 10 năm phẩm vật, kể cả luôn mâm trầu, chúng tôi cũng 8 mâm phẩm vật, kể cả mâm trầu. Cái thứ nhất là mâm rượu, trà, bánh và cái mâm bánh phu thê, một mâm nho, mâm táo và mâm giải và một năm mâm nước yến, và cũng xin trình với hai họ và để cúng ông bà. Xin thay mặt tập họ nhà gái xin nhận lễ của họ nhà trai. Anh đưa em về, em mới theo anh về. Thăm lại miền Tây, thăm dòng Cù Long có ba mẹ đơn mong. Có những chuyến đò trên sông, có những cánh đồng chờ lúa chín. Có ánh trăng thề, có hai đứa mình cùng hẹn hò đơn duyên. Em là cô dâu thị thành, là chú rể miệt vườn. Hai đứa hẹn thề bên nhau, con cháu đầy đàn em ơi. Ngày mai đám cưới, anh đưa em về, mình về miền Tây. Hai đứa tôi ra lên đàn để cho hai cháu nó cúng tổ tiên ông bà. Xin kính mời xui gia. Lễ lên đàn là nét riêng không thể thiếu trong đám cưới của người Nam Bộ, bởi người xưa quan niệm rằng ngọn lửa là biểu tượng của cuộc sống gia đình hạnh phúc. Thông thường trong ngày rước dâu, nhà trai phải mang hai cây nến lớn có khắc hình rồng phượng sang nhà gái. Nghi lễ truyền thống này mang ý nghĩa thể hiện tấm lòng hiếu kính của con cháu đối với các vị tổ tiên, giúp gắn kết tình cảm thông gia giữa hai gia đình. Bên cạnh đó, lễ lên đèn còn thay cho lời tuyên bố với họ hàng hai bên về tình yêu của đôi uyên ương, cũng là lời hứa gắn kết trọn đời trước các vị tổ tiên mong được chứng giám. Người xưa quan niệm rằng lửa là hơi thở của cuộc sống, là điều may mắn. Vì vậy, nếu đèn cháy tốt thì hạnh phúc lứa đôi sẽ mãi bền lâu. Đưa ông nữa,
Rồi. Thôi anh đây, nhìn đây anh đây. Nè đúng rồi. Bây giờ cũng xin phép đó, thay mặt họ nhà trai thì chúng tôi cũng xin trình cái phần cho nữ trang. Cái phần thứ nhất là cái phần chúng tôi phụ đám. Ở đây nó có 3 phần, tức là lễ nói, lễ cưới và tiền quê Mỹ. Tất cả nó là 5.000 USD, là 5.000 đô đó, là đô la của Mỹ đó. Cái giờ thứ hai nữa là cái phần nữ trang. Nhiều quá thì xin phép đó, chứ tôi coi vô đây đọc ra mới được. Cái thứ nhất là cho một đôi bông kim cương, tức là mình ở đây thì mình gọi là hộp sòn đó. Cái thứ hai nữa là một chiếc nhẫn kim cương cũng bằng hộp sòn. Thứ ba đó là một dây chuyền vàng 24 và một chiếc kiền, một chiếc vòng, một tấm lắc. Thì tất cả các vàng 24 đó là 3 cây vàng 24. Chúng tôi quay xin trình với hai họ. Em hôm nay là cô sao, đi bên anh thật vui sao? Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mộng tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dấu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình. Này, rồi con nhận bó bông lại cầm đi. Rồi hai bà xuống bắt tay luôn. Rồi hai bà xuống bắt tay cái. Rồi hai bà xuống bắt tay luôn. Nhìn nhau lấy cảm xúc luôn. Hai bà xuống bắt tay luôn. Rồi bốn xu gia nhìn nhau lấy cảm xúc cái này nhau. Gần luôn. Thưa quý vị, trong ngày vui trọng đại như ngày hôm nay thì chúng ta không thể thiếu đi sự hiện diện của hai bên gia đình. Đó chính là song thân của cô dâu và chú rể, và cũng là những người đã bắt nhịp cầu nối cho đôi hương cho buổi tiệc ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, xin quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân lễ, và chúng ta cùng chào đón chủ hôn cũng như đại diện cho họ nhà gái. Đó chính là ông Nguyễn Ngọc Bằng và bà Lê Thị Mỹ Huyên, cư ngụ tại ấp Bình Tây 2, xã Bình Thạnh Đông, Phú Tân, An Giang, là song thân của cô dâu xinh đẹp Cẩm Duyên. Một lần nữa xin mời đại diện họ nhà gái chúng ta cùng tiến về sân lễ ngày hôm nay, và một tràng vỗ tay để chào đón cho họ nhà gái trong buổi tiệc ngày hôm nay có được không ạ? Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dấu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân lễ, và chúng ta cùng hân hoan chào đón cặp đôi đẹp nhất, lộng lẫy nhất,
và hạnh phúc nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay đó chính là cô dâu Nguyễn Thị Cẩm Duyên, thánh viên cùng chú rể Hồ Bình Phong, và một tràng phổ tay thật to và thật dài để chào mừng đồng hương trong buổi tiệc ngày hôm nay à. Vâng, kính thưa quý vị quan khách cũng như bạn bè thân hữu của gia đình đã không ngần ngại đường xá xa xôi, đã nhấn chút thời gian quý báu đến chung vui trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và để đáp lại tấm chân tình đó, thì ngay bây giờ Bảo Anh xin mời đại diện phía họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì anh xin mời chủ hôn của họ nhà gái, đó chính là ba của cô dâu, sẽ có đôi lời phát biểu đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay ạ. Đó là xin cảm ơn tất cả quý bà con gần xa tới đây dự buổi tiệc chung vui của con gái tôi Nguyễn Thị Cẩm Duyên. Xin gửi lời chào trân trọng nhất. Sau đây tôi cũng có lời gửi với bà con. Xin tất cả quý bà con cứ dùng ngon miệng và chia vui cùng gia đình chúng tôi. Sau đó xin chúc bà con một cuộc vui rất là nồng nhiệt. Đó. Và một tràng vỗ tay nữa dành cho chủ hôn của chúng ta có được không ạ? Vâng. Và một cảm ơn phần phát biểu vừa rồi rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì anh xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tiến với tháp rượu tình yêu trong buổi tiệc ngày hôm nay ạ. Khi quên anh phút ban đầu, cuộc sống em khác xưa nhiều lắm. Cho em cảm nhận tình yêu lớn lên đôi thay từng ngày. Em biết quý trọng từng giây phút khi có anh bên cạnh. Tìm được anh là điều vô giá nhất trong em hằng mong. Ở bên anh bao muôn phiền lo lắng trong em tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em đã nhắm mắt lại nhận lời đính hôn của anh thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cười sẽ mỉm chưa. Rồi, vâng thưa quý vị, chữ chung thì đợi phần ra. Trẻ ơi, dạ rồi, cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng ra giữa sân khấu ạ. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, vô. Vâng thưa quý vị, em như một chén rượu đầy. Anh chưa nhắc miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Khai mạc cho buổi lễ ngày hôm nay, vâng ngay bây giờ xin mời hai bên thông gia chúng ta cùng trở về sân lễ để tiếp họ hàng thân hữu của mình. Xin mời cô dâu và chú rể. Tròn tình yêu của chiếc nhẫn cười. Cho hết anh hỏi là chú rể muốn hôn vào đầu của cô dâu à? Vào môi à? Vâng, chú rể muốn hôn vào môi, chứng tỏ là chú rể vừa thích con trai và vừa thích con gái. Cứ bây giờ và ngay bây giờ hãy cho một tràng vỗ tay thật là lớn và chúng ta cùng bắt nhịp từ 1 tới 3 và nụ hôn sẽ được bắt đầu ngay sau đây à. Và ngay bây giờ xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng xoay vào nhau và chúng ta cùng thực hiện nụ hôn sau 3 tiếng điểm. Vâng, chúng ta cùng đếm từ 1, 2, 3 nha quý vị. 1, 2 và 2 rưỡi. Và 3 bắt đầu. Vâng thưa quý vị, tình yêu là chú rể Bình Phong dành cho cô dâu Cẩm Duyên, Thạc Thiên Liên và Cẩm. Và một lần nữa thì anh cũng xin cảm ơn phần làm lễ của hai bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng trở về sân lễ để tiếp họ hàng thân hữu của mình trong buổi tiệc ngày hôm nay ạ. Bao năm qua cứ sống vô tư ngày ngô đang nuôi cuộc đời. Giờ thì giờ có anh kề bên, ghé vô nói nghe nè anh bằng lòng thì em bước qua. Trong đường nào tìm về tìm anh khó quá. Ngập ngùng thẹn thùng làm chi bé ơi, em đừng đi đâu mà.
mình ơn mình đến với nhau đi, cuộc tình mình giờ ấm no tự do. Ba mẹ em đã kêu tụi mình vui với nay tiền tao sẽ lo. Ôi quá tuyệt, giờ tụi mình là nhật trên đời. Thành tâm khấn 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 tạ ơn đấng trên đã cho con một cô gái xinh. Vui lên đi vì không có nên lo chi, thế gian bao người giờ đâu mấy khi được cười. Hai ba vô đi khắp thế gian này chơi, anh muốn đi đâu em cũng chịu anh tới đó. Có hai bàn tay trước giờ em chưa nắm ai, anh cũng như tình đầu vì giàu em thương anh quá. Hai ba vô em muốn sống bên cạnh anh, vui hết hôm nay nhạc bập bùng ngày mai vui tiếp. Đón anh về quê sẽ ăn được nhiều món ngon, trái đất không ngân quay tròn thì niềm vui sẽ luôn luôn chơi. Chỉ cho nó hư thân anh nơi phải chăng cuộc đời này còn dài mà chưa lấy chồng. Nghe lời em suy nghĩ đi người ơi, xanh xanh trên bầu trời ta hát ca muôn lời. Xanh mắt theo nhanh tờ mò cho về làm dâu chứ đâu cần gì để mai giàu to. Ba mẹ em đã kêu anh bay cưới đi tiền tao sẽ lo. Ôi quá tuyệt, về tụi mình là nhất trên đời. Ngày đám cưới đã thật xinh, rước nhau đi về quê phố đón nương người thương. Đâu ai biết đâu duyên tơ hồng lại thắm mặn nồng. Thành đôi mẹ ơi, thế giới trong
phần làm lễ kính mời là đại diện cho gia đình cha mẹ Cẩm Viên sẽ đốt nhang cúng trình của quyền. À, kính mời. Đá thân trọng, rồi giấy nhiều tiết tục giấy. Bây giờ nhà mình ở đây thì cũng có quyền để cho Cẩm Viên ra giấy xin của quyền để về nhà chồng, rồi sau đó mới làm lễ ông bà xin tiền. Ừ. Rồi quay xuống lại Phật bình thường bốn lại. Thôi. Rồi con giấy xin của quyền đổ rồi con xuất giá về nhà chồng. Lại xin cha mẹ trước đi rồi ông bà sau, bị gì cũng có gia đình riêng. Theo đúng thì lại ông bà lớn, nhưng mà bị gì gia đình nào ở riêng thì có cũng quyền thất tổ riêng, có cha mẹ riêng. Thì bây giờ xin cha mẹ trước là con xin phép cho con nó lại cha mẹ trước, rồi ông bà lại sau xin phép. Nếu được có đồng ý thì cho, còn không đồng ý thì lại ông bà trước. Cái chuyện đó là ông bà có thống nhất không? Thôi đứng mời được rồi. Một tay thôi, anh ba cầm một tay à, chị ba cũng cầm một tay. Con cầm hai tay, cha mẹ cầm một tay thôi. Ừ, rồi muốn lấy ảnh thì cũng được. Rồi, uống luôn, uống rồi. Rồi con quỳ đi, cha mẹ có nhắn nhủ gì thêm không? Nói. Bây giờ cái lời gửi gắm á, thì mẹ không nói rồi, ba cũng nói hết rồi, giữa lòng ba với mẹ. Chị có gửi gắm thứ nhất thôi, có một cái lần thôi, là như vậy là sống bên chồng cũng như bên cha với mẹ, ráng cố gắng, cha mẹ nào cũng là cha mẹ vậy nhiêu thôi. Rồi rồi rồi. Cho anh cái ghế nào mày? Mày ông nội. Mày ông nội với mà ngoại luôn đi, bây giờ ông nội. Rồi mày mà ông nội lên mà lên cho. Bảy cười. Bảy. Mà ông nội dùng ly cho cháu nó xuất giá về nhà chồng. Thôi ông nội chỉ biết nhắn nhủ có bấy nhiêu thôi. Về quê chồng phải dán dưỡng làm sao là cho nó đẹp, để rồi là tổ phụ của nhà mình được nghĩa là im ấm vậy thôi. Rồi ông nội có cái phần lọc à, rồi cứ rồi 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 rượu ngon chơi hết, chơi hết chơi hết rồi, rượu ngon chơi hết luôn. Ngoài chúc cho con về sống bên chồng chọn rồi hạnh phúc nghe không? Rồi quá hay, vô đồng phát tay coi, cho con 2 triệu. Rồi em em quỳ sát vô rồi 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 đấy đây đi rồi rồi quỳ con đứng rồi mời mời bà rồi. Rồi cho nó. Bà ơi. Rồi, đứng lên đây con. Rồi đứng lên đi. Rồi cái này. Rồi con đứng lên đi. Đắng dữ lắm bà nội. Nhẵng lên. Rồi bây giờ hai bà cho con cháu nó lại sao? Trời ơi. À, bà chúc cho hai con muôn đời hạnh phúc. À, sống bên chồng cũng như là sống bên cha mẹ mình, cha mẹ nào cũng là cha mẹ đó. Rồi bà chúc cho hai con vậy. Nói chung ai trước cũng được, nhưng mà phong tục đó giờ nội đi tới ngoại. Rồi bây giờ bên nội là bây giờ số 2 trước đi, xin mời anh hai chị hai trước. Tại vì lật trước nha, chứ không phải là nội ngoại gì, ai cũng vậy thôi.
Dạ dạ, đó vậy. Rồi uống đi. Uống hết ly. Chúc là cháu chào năm hạnh phúc. Cạn ly luôn. Rồi có chúc gì thì nói. Bây giờ nãy giờ chúng ai cũng chúc trong năm hạnh phúc, giờ chúc cho nó giàu có. Rồi. Hai chị. Rồi đứng xếp. Rồi. Phải quất hết mới được trăm nha. Ngon quá ngon. Tương lên nhau. Dạ rồi. Rồi. Trăm luôn đó. Trăm luôn á. Ờ hết luôn á nghe. Ờ. Xét vô cô xíu em, đứng xét vô tí nữa, xét vô tí nữa rồi ok. Rồi cô ơi nhìn máy giùm con nha. Cười lên cô. Cười lên. Bảo Bình Long chịu. Cái này của Bích Văn. Rồi nói vậy biết rồi, nói vậy biết rồi. Bây giờ tới bên ngoại. Bây giờ mời hai đi. Số 2 trước. Rồi. Vô. Rồi. 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 Nếm không rồi, không có uống gì chứ. Duyên hai gửi cho cháu 2 triệu. Chúc cho con cháu hạnh phúc nha. Không hết gì luôn không? Rồi phát. Rồi. Hết nghe chị ba. Ồ, quá đẹp. Quá đẹp ha. Quá trời ngon rồi. Cô ba chúc cho hai con được cho nó hạnh phúc. Sớm tới cho lông đầu bạc luôn nha. Rồi cô ba hết. Cô ba cười lên. Cậu ba cười lên cô ba. Rồi. Dạ rồi uống luôn à. Uống luôn đi nhớ mà. Chúc con là mau có tin vui sớm. Chúc là trong năm hạnh phúc. Chị Tư có quà nhỏ gửi tặng cho con. Rồi đứng xét vô giùm xét vô gì luôn. Rồi đóng ly lớn nha chăm đó nghe. Anh còn tay uống luôn. Chăm đông đi. Chăm đó. Ừ. Vì vậy thì đứng lớn đầu năm nhưng mà bây giờ rất là rung. Đó nè. Con xuất giá. Vì vậy với dựng vậy á, chúc cho con được trọn đời hạnh phúc. Và mau mau có cháu cho hai bên ẩm bồng. Mà con nhớ một điều á, dù gái hay trai, chỉ hai là đủ nha. Rồi cho phó tay đi. Chồng qua giờ hận nha con gái. Bây giờ là cuối tháng rồi, dì bảy chưa có lãnh lương. Bây giờ con cho tài khoản đi nữa, dì bảy chuyển sao. Đúng không? 2 triệu. Ăn bánh, uống trà sữa. Không, ngoài kia quán trà sữa không phải. Nhưng con cả nhà nhìn đây, cười lên nha. Rồi, uống luôn. Rồi, trăm nha. Nhìn trăm đó. Rồi, rồi dốt nhìn lên giùm con luôn ạ. Rồi dì dưỡng nhìn lên, cười lên, tươi lên nè. Rồi. Rồi khỏi. Uống đi. Uống luôn ạ. Em khi mà em về nhà chồng thì chúc em trăm năm hạnh phúc. Anh vợ chồng thì mình mới hòa thuận với nhau. Có gì mình phải bớt lời khi mà mình chồng nói vợ nghe. Vợ nói chồng nghe. Vợ nói chồng nghe. Ừ. Hết. Rồi hết. Rồi bây giờ mình gửi em 5 triệu. Nhìn lên cho em luôn ha. Rồi cho em có đỡ hơn không? Rồi đi thôi. Tới đây dự buổi tiệc vui vui cho cháu. Nhất bà ngoại, thứ nhất là ông nội, nhiều bà ngoại là bên nội bên ngoại tương tề, bà bảy, bà năm, tất cả các chị em là bên xuôi gia hết trơn. Nhưng mà sau là rất là cảm ơn, nhưng mà sau cùng mà cho lời nói là
mời ở lại dùng một bữa cháo là cho ngon miệng, ngủ rất khỏe, mai sáng đi đưa dâu cháu. Dạ. Dạ dạ dạ. Chờ ngày người ấy đồng ý, không biết xa như thế nào. Một mình cười thầm từ sáng đến tối, bóng dáng em mơ muôn nơi, đi vòng tâm trí không thôi. Trong tâm trí thôi. Rồi người ta không đồng ý, không biết xa như thế nào. Có thể nằm nhà xa ăn cha uống, nước mắt như suối cứ tuôn, con tim bé bóng tổn thương. Nước mắt như suối cứ